Ở eukaryote, nhiều gen chỉ được bật hoặc tắt khi tế bào tiếp nhận tín hiệu từ các hormone hoặc các hợp chất tín hiệu khác tuần hoàn trong máu. Các hormone điều khiển sự biểu hiện của các gen thông qua liên kết với các protein thụ thể đặc hiệu. Mô hình sau đây minh họa hoạt động của hormone nhóm steroid là glucocorticoid ở tế bào động vật có vú. Các hormone glucocorticoid có vai trò thúc đẩy sinh tổng hợp hormone sinh trưởng ở tuyến yên và enzyme phosphoenolpyruvate carboxyl kinase ở thận. Glucocorticoid là nhóm hormone steroid và giống với tất cả các hormone steroid khác, chúng có thụ thể ở trong tế bào. Các thụ thể glucocorticoid khi chưa liên kết với hormone ở trạng thái liên kết với các phức hệ gồm nhiều protein gọi là các chaperone. HSP90 là một chaperone liên kết với thụ thể glucocorticoid. Các nghiên cứu ở men cho thấy chaperone chịu trách nhiệm duy trì trạng thái hoạt động chức năng của thụ thể. Các glucocorticoid đi vào tế bào và liên kết với thụ thể đặc hiệu của nó. Khi hormone đã liên kết vào thụ thể, phức hệ protein chaperone HSP90 bị đẩy ra. Các protein thụ thể lúc này ở trạng thái hoạt hóa và tương tác với các gen đích của chúng. Các phức hệ hormone thụ thể nhận ra các trình tự ADN có vai trò điều hòa gọi là các yếu tố trình tự đáp ứng hormone steroid, viết tắt là HRE. Nằm ngược dòng cách bộ 3 mã bắt đầu phiên mã của gen khoảng 250 nucleotide có một trình tự được gọi là yếu tố trình tự đáp ứng glucocorticoid, viết tắt là GRE. Sau khi liên kết vào GRE, phức hệ glucocorticoid thụ thể ở dạng hoạt hóa sẽ thúc đẩy hoạt động khởi đầu phiên mã của enzyme ARN polymerase. Sự phiên mã tạo ra phân tử tiền mRNA. Phân tử này sau đó được hoàn thiện thành phân tử mRNA trưởng thành. Phân tử mRNA trưởng thành sau đó được vận chuyển từ nhân ra tế bào chất và ở đây nó được dịch mã thành protein. Thông qua quá trình trên, các hormone steroid điều hòa sự phiên mã của gen dẫn đến việc tế bào tăng hay giảm đặc hiệu việc biểu hiện một gen nhất định. Các tế bào khác nhau đáp ứng đặc hiệu khác nhau với các hormone steroid là do những loại tế bào nhất định khác nhau có các loại thụ thể khác nhau.